Rồi, Nhật Tây Audio mến chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh review sản phẩm của Nhật Tây ha. Thưa quý vị, trước mắt quý vị đây là mẫu sản phẩm mới mà Nhật Tây muốn giới thiệu đến quý vị. Nó là dòng loa di động công suất lớn ha. Ở đây thì nó sử dụng hoàn toàn bằng điện 12V và cả sử dụng điện 220 nữa. Nên là rất phù hợp với chúng ta khi mà chúng ta sử dụng trong quá trình mà chúng ta di động đi đây đi đó ha. Thì loa này nè, nó có một cái ưu điểm là công suất lớn nè. Và nếu như mà chúng ta không sử dụng á thì chúng ta có thể, hoặc là di chuyển đó, thì chúng ta có thể là tháo rời cái loa cột đó ra ha, và chúng ta bỏ xuống bên dưới và chúng ta lấy thùng giấy chúng ta đậy vào bên trong, thì khi đó chúng ta chỉ cần là di chuyển đi mà thôi ha. Khi di chuyển đi như vậy đó thì nó rất là gọn, nó không chiếm quá nhiều diện tích, nhất là chúng ta chở xe máy cũng được nè, hoặc là bỏ đằng sau cái cốp xe hơi cũng được ha. Nên thành thử ra đó là một trong những cái dòng loa mà Nhật Tây muốn giới thiệu đến quý vị. Và Nhật Tây sẽ đặt cho nó với một cái tên là NT 105 ha, 105. Thì trước đây Nhật Tây cũng có những cái mẫu như là 102, vẫn là loa cột nhưng mà bass 40, với nhiều phân khúc giá khác nhau ha quý vị nha. Loại rẻ nhất thì với dòng loa mà 5 tấc này thì rẻ nhất là khoảng là 7,5 triệu, và còn trước mắt quý vị đây là mẫu sản phẩm có giá thành cao hơn thì giá là 9,500,000. Thì hôm nay thì Nhật Tây sẽ tiến hành review và test cho quý vị chúng ta nghe về chất lượng âm thanh của nó. Thì chúng ta sẽ cùng đi xem về cái sản phẩm này nó có cái gì ha. Nó được trang bị cho mình với một cái bass 50 nằm ở bên dưới ha. 50 bass 50 nằm ở bên dưới, và loa cột này nó có cho mình với hai loa trung và một loa chép. Hai loa trung và một loa chép thì chúng ta có thể là nghe rõ ba đường tiếng với bass trung chép rất là rõ ràng ha. Rồi, tiếp tục nữa thì sản phẩm này nó được trang bị cho mình với một cái bo mạch đặt ở bên hông để tiện lợi hơn trong quá trình mà chúng ta sử dụng, chúng ta muốn căn chỉnh gì thì chúng ta ra đằng sau chúng ta căn chỉnh. Thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những cái chức năng của nó ha. Ở đây thì nó sẽ có những cái chức năng giống như là kết nối, trước tiên là chức năng Bluetooth này, kết nối điện thoại hát không dây nè, rồi chúng ta kết nối với TV nè, kết nối với guitar, organ, kết nối với micro, rồi đều có cả. Và sẽ có những cái chế độ nhạc như trên đây, thì sẽ có những chế độ như là stereo, chế độ popular, outdoor, strong bass, thì chúng ta thích ở chế độ nào thì hãy để ở chế độ đó ha. Rồi, ở đây thì nó sẽ có những nút chức năng giống như là ưu tiên mic này, rồi kết nối hai cái loa này không dây ha. Ví dụ như chúng ta mua hai cái loa này đi, chúng ta muốn kết nối với nhau thì chúng ta chỉ cần ấn cái nút này thì hai cái loa đó nó sẽ tự động sẽ phát đồng bộ với nhau luôn ha. Rồi, sản phẩm này có trang bị cho mình cái chức năng như là reverb này ha. Tiếng mic có reverb, có delay, echo đầy đủ, echo reverb đầy đủ ha. Chỉnh được mix bass, mix treble, âm lượng của micro, guitar và âm lượng bass, treble. Rồi, ở đây thì nó có cái cổng guitar như Nhật Tây vừa giới thiệu. Chúng ta cắm guitar, organ gì vào cũng dùng được hết. Rồi cắm micro có dây hoặc là không dây vào đây ha, để mà sử dụng thêm. Còn ở đây nó được trang bị cho mình với một cái chế độ điện bình 12V ở đây, tức là cái bình rời đó. Khi mà chúng ta đi du lịch thì chúng ta chỉ cần đem thêm một cái bình thôi. Thì khi đó ví dụ như bình ở trong loa này hết đi thì chúng ta cắm vào bình ở đây để sử dụng ha. Còn đây là cái cầu chì của nó ha, khi nào nó bị cái gì đó thì nó sẽ cháy cái cầu chì này chứ nó không có cháy được cái phần bên trong ha. Nên thành thử là sử dụng phải nói là rất là an toàn và rất là hiệu quả. Ở đây thì nó có thể là xuất âm thanh ra cho một thiết bị loa khác hoặc là nhận âm thanh từ cái loa khác vào đây đó, nó đầy đủ hết. Rồi, dòng sản phẩm này có sử dụng được điện 220 và điện 12V đều được cả ha. Chúng ta việc cắm nguồn vào thì cái cục tăng phô đồng biến áp xuyến này thì nó sẽ tự động chuyển thành điện 12V cho chúng ta sử dụng thôi. Rồi, bây giờ thì Nhật Tây sẽ test nhạc và test âm thanh cho quý vị nghe ha. Và cũng xin bổ sung thêm với quý vị đó chính là dòng sản phẩm này thì được trang bị cho mình với hai micro UHF tay nhôm cao cấp nha quý vị nha. Và nó có gắn bình ắc quy ở bên trong, thì thời lượng mà chúng ta sử dụng ở bên ngoài trời là tầm 3 đến 5 tiếng tùy công suất lớn nhỏ ha. Chúng ta mở nhỏ nữa thì chúng khoảng lên đến 9 10 tiếng thì tùy theo cái công suất thôi ha. Rồi, còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe nhạc của nó nha quý vị. We'll be right back.
hay sông bay đi sông bay. Đi lối buồn giữa băng lâu lạnh xuyên đêm sương trắng rơi vai tôi gương lạnh mềm chim muôn buồn dù nhau bay về đâu ngân nga lũ vương gọi nhau nào nhưng khi ôm thêm xuống tê tay đắm mắt theo bao mơ áo thử dài nơi chốn xa cuộc đời mê quăng gánh em còn kiếu sáng anh đèn từ sương mai mẹ biết bây giờ khi con ngồi phố nhỏ gió hẹn mưa thì một khi con về quê ngoài xưa để mẹ nhắn lời thăm đường lắm khó năm nào khi con còn bé nhỏ theo mẹ đến trường giờ đây con đường xưa bận hành quân nên chẳng khó thăm nhau nhưng có nhau như hơi hướng vào đời tóc cóc em còn có thương hơn có mây để anh nói chuyện ngày mai bạn bè anh theo năm tuổi ra đi trở về xin có em nguyện cầu cho đời anh đã mềm chừng gần đêm mẹ con tương lai anh đi thưa quý vị, vừa rồi thì Nhật Tây cũng đã test âm thanh karaoke cho quý vị nghe về chất lượng của dòng sản phẩm này. Và ở đây thì cái phải nói là cái công suất nó rất là lớn nha quý vị ha. Và âm thanh được chia ra thành 3 đường tiếng với bass, trung và chép thì nghe rất là rõ ràng, nghe rất là hay. Quý vị nào có yêu thích mẫu sản phẩm này thì vui lòng liên hệ với Nhật Tây Audio qua số điện thoại 0797 989 656 ha. Rồi Nhật Tây cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong video review tiếp theo. Bye bye.